Vâng, và các game thủ đã quyết định là chọn lại quân và thi đấu lại. Xeng của game thủ Tiểu Bạch Long nằm ở đầu cánh. Đây là Gunny cầm AC. Vâng, Roman của Vô Thường nằm ở đầu cánh. Theo thông tin mới cập nhật của tôi thì trận thi đấu giữa Game TV và Skyred đang là 3-2. Skyred đang dẫn trước. Và cùng quay trở lại với team Thái Bình thì một bài khá tươi dành cho game thủ Vô Thường. Xeng của game thủ Dũng Con. Vô Thường một bài khá nhiều vòi, rất tươi. Game thủ Tôm là người cầm Minoan nằm sâu trong cánh, sâu trong góc 6 giờ. Nhà tôi thấy khá là khủng. Bài là khá tươi. Cùng chờ xem anh ép đời ở như thế nào. Gunny. Nhà là khá khủng. Đúng với một bài cầm chủ lực rồi. Nhưng tôi nghĩ một cánh rừng ở trước mặt thì sẽ tươi hơn. AC đánh với một bài 26 dân. Chưa có ai lên đời.
tôm. Đánh 26 dân. Trận này thì tôi nghĩ là tôm sẽ đánh cung A. Vâng đúng rồi, anh đã đóng A rồi. Vâng, kích 3 cuối 10. Nhà là không được. Gunny thì sao? Phi thường đã chạy giỏ. Vớt bài Roman 23 dân. Đã thấy nhà của M4. M4 là game thủ bên lớp. Và bên lớp cũng đã có giỏ. Một bài lực khá khỏe dành cho game thủ vô thường. Viên lớp cũng là người cầm Roman. Hai Roman gặp nhau ở đầu cánh. Cũng là cân thôi. Một tên phá BB để đóng một nhà P của vô thường. Cũng là chuẩn bài. Xem tiểu Bạch Long. Một bài mà anh đánh cung sexy. Đánh cả lạc đà nữa. Đang công vào nhà màu 1 Hoàng Mai Nhi. Cả màu 3 ở đây luôn. Màu 3 là người nằm trong góc 3 giờ. Tuti. Vâng, Hoàng Mai Nhi đã có cung A. Tôm đang bị màu 2 quýt. Có cả y cả chém công vào cái hốc này. Nhưng không dễ để vào được cái hốc của game thủ tôm. Nhưng thời điểm này tôm rất ít cung à thủ nhà. Và có cần một tên hỗ trợ từ đồng đội không? Đã bị vẻ e. Hơi căng. Hơi căng. Chém đã lọt vào nhà. Vẻ e bãi ruộng đi anh. Rồi đúng rồi. Đây là vô thường. Tụt tham hơi ảo khi bây giờ tham chỉ còn là 19. Vâng, bài vàng của game thủ quýt. Không thèm bo bế. Và anh đánh kiểu sexy chăng? Tham đang là khá đề dành cho các bên game thủ bên phía Thái Bình. Gunny, tham 60. Đang mang cung R sang đây đỡ cho game thủ tôm một tên. M1 Hoàng Mai Nhi đã bung ruộng. Và dường như trận này thì game thủ Hoàng Mai Nhi là người đi dâng A. Các nhà chủ lực bên phía team Thái Bình vẫn đang là rất khỏe. Và tôi nghĩ cửa trận này vẫn đang là rất sáng. Khi mà tham đang đè.
Tốt. Chỉ còn là 25 thôi. Nhưng không sao. Vẫn còn nhà chủ lực Gunny vẫn to. Tôm Anh cơ cấu lại cái hốc của mình. Gunny tham 73/72. Mid-E kìa anh. Dường như là anh vừa đen E đi. Thế trận đang là rất tươi dành cho các cầu thủ bên phía team Thái Bình. Gunny vẫn đang nở tham là rất tốt. Cung RAC rất tuyển. Màu 3 là Tuti đi ăn hoàng. Sóc rất nhiều lạc đà. Nhưng không nhằm nhò gì so với số cung R của game thủ Gunny đâu. Gunny anh nên nâng một cái giáp cho cung R đi. Màu 2 và màu 3 bên phía team Hà Nội đang có ý định công vào nhà của Gunny. Nhưng hơi khó rồi khi mà bây giờ tham của Gunny rất to. Đã là 9x rồi. Màu 2 quýt. Anh đóng rất nhiều y. Tôi thấy nhà nào anh cũng có một cái y. Tôm tham là 60/60. Mid E kìa anh. Đóng E vào, đóng E vào. Hồi là khá nhanh dành cho Tôm. Quay đi 25, quay về 64. Thế là cũng được rồi. Thôi quay lại Gunny. Rất đông cung R. Các bạn có thể nhìn thấy. Có cả cung A của Tôm ở đây. Vâng, cả cung A của Hoàng Mai Nhi. Rất đông cung A, rất đông cung A anh ơi. Nên lùi lại một tơn đi, lùi lại một tơn. Cả y cả lạc đà đảo thì hơi căng. Hà Nội đang có ý định lấy tham của Gunny. Các anh nên chú ý một chút. Vô thường. Sao tham anh bé thế này, chỉ còn là 10 thôi. Con tiểu Bạch Long thì sao? 34. Thôi xem Gunny thôi. Xem anh thủ nhà như thế nào. Rất đông cung A của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đang đẩy lên là liên tục. Nhưng tên này thì vẫn xe thủ nhà tươi thôi. Không có gì đáng lo ngại cả. Vâng, và bên phía Hà Nội đã quyết định resize. Tỷ số chính thức là 2-2. Vâng, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo.